Từ cái điểm nhìn này chúng ta nhìn vô tôn giáo cũng vậy thưa các vị.
các vị mà có năng lực học Phật, có một chút tu tập thì cái việc kỳ thị của các vị không có. Kỳ thị cạn, tức là sống bất hài hòa trong đời sống gia đình không có. Có tu rồi thì không có cái chuyện mà chúng ta sống trong đời sống gia đình mà lục cục, bất an, bất hạnh, không có. Mình điều hòa được những cái rất là vụng về, những cái mâu thuẫn và những cái nó không có giá trị chi trong đời sống bình thường của hình thức của hoàng vi. Khi tâm thức mình lên cao thì nó phải như vậy. Được trong đời sống cộng đồng cũng thế. Cộng đồng của một vùng văn hóa mà nó đạt đến cái trình độ hiểu biết khá, cái tâm thức nhân bản nó cao, hoặc là cái nhân cách người ta nó đưa lên đến tầng cao thì cái sự kỳ thị nó ít đi. Còn người nào mà kỳ thị nhiều bao nhiêu thì tôi sẽ bị chứng minh một điều là tình trạng tri thức của anh, hiểu biết của anh nó còn vô cùng kém cỏi, một sự cố chấp của anh nó nhiều là hai. Thế là đi vô lịch một tôn giáo cũng thế. Nếu mà cái tâm thức kỳ thị của mình nó nặng bao nhiêu thì chứng tỏ cái năng lực tu mình không có là một. Mình cũng không từng học Phật để biết gì lắm, cho nên mình mới kỳ thị. Tâm môn kỳ thị, kỳ thị rất là nhiều lĩnh vực. Mà hai không nhớ là kỳ thị chùa này không thể đồng thuận được với sinh hoạt chùa kia. Nhóm Phật tử này không hài lòng với nhóm Phật tử kia. Chuyện này thưa các vị, đó là cái chuyện rất là tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Đúng nguyên tắc thì càng đi vào đời sống tâm linh bao nhiêu thì người ta lấy đi cái tính kỳ thị nhiều bấy nhiêu, tức là không còn cái kỳ thị. Ví dụ như ai cũng biết có một vị thánh mẫu, tức là bà Lắc Madonna. Bà là một người da đen, đang nhớ cái dạng mà con đen phải gọi điện viên tiền thấy đang như vậy. Nhưng mà bà là một vị thánh mẫu, hầu như không có dân tộc mình không biết hết mà. Và khi người ta khảo sát về tất cả những người thánh mẫu hoặc là Đức Mẹ Maria, hoặc là thành Đức Vua của Hy Lạp, hay là thành Kali của Ấn Độ, vân vân, đều có chung một cái biến dạng từ bà Lắc Madonna này hình thành. Tức là từ cái nguồn gốc của vị thần linh duy nhất, một vị thánh mẫu, và nó biến dạng ra thành những vị thánh mẫu giống như truyền thống Đông Phương, thì đó là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn Kitô thì thờ Đức Mẹ Maria. Các tôn giáo nếu có một hình ảnh của một người nữ nào, đó là biến dạng của thánh mẫu da đen. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, khi vươn đến trình độ tri thức của tầng cao về lĩnh vực tâm linh ấy, và tâm hồn minh triết ấy, thì cái sự kỳ thị nó bị lấy đi, hay là những cái từ khác mà nó rớt xuống hoàn toàn không nghe để thấp hơn cái tầng của tâm thức giác ngộ. Đó là tâm thức trí tuệ. Người hiểu biết nhiều thì thưa các vị, sự kỳ thị họ cũng rớt đi luôn. Họ cảm thấy có chừng có cùng một cái rớt nhân bản của đời sống, chứ không có cái sự kỳ thị thấp hơn nữa. Trong một đời sống của người tu tập, ví dụ như các vị là cư sĩ, thì trong đời sống gia đình của các vị không có chuyện bất hạnh, tấm bản hài hòa, cân bằng. Rồi trong phạm vi hai hơn nữa thì trong pháp tu của các vị, tự thân các vị nó cũng cân bằng cái hài hòa giữa thân và tâm, nó có cái gì xô xát chống trái, nó không có cái bất an, nó không có những cái phức tạp gì trong đời sống. Người ta gần với đời sống thiện lành bao nhiêu thì đời sống ít phức tạp bao nhiêu, tâm người ta càng thuận tiện bao nhiêu thì đời sống người ta nó hài hòa, nó an lạc, phúc bấy nhiêu. Thế cho nên người ta dùng cái năng kính này, tức là cái định chuẩn này, để đánh giá mọi đời sống, từ cá nhân cho đến tập thể, từ cái nền văn hóa
thôn xóm làng xã cho đến văn hóa của một quốc gia vùng nó đều đi theo cái tiêu chuẩn này cả. Càng đẩy lên đến tầng cao ngày minh triết, càng có một điểm chung, tức là một điểm đồng thuận chung với nhau, chứ không có cái sự kỳ thị. Mình nhìn ra quốc gia Mỹ là một quốc gia tiến bộ, nó rất đúng. Các vị thấy giữ giải Olympic da đen hết một phần ba hoặc hơn nữa, chỉ có quốc gia này mới dùng được việc này, không có tính sổ cái chuyện là da đen và da vàng gì cả. Cư dân Việt Nam mới qua đây từ 75 đến nay mà đã mày mò vô nhà Trắng rồi. Thế là thứ ba cái chuyện làm tổng thống đi chơi thì các vị hình dung rồi. Cái vùng văn hóa mở rộng đi cao văn hóa Nhật Bản và là người vô cùng yêu chuộng. Đàn này nó chưa phải hoàn thiện thế, nhưng mà cái sự kỳ thị nó rất là ít. Rồi văn hóa của cái gia đình nào mà ít kỳ thị thì tự nhiên là gia đình nó hạnh phúc, không xô xát, không bất an, không bất hạnh, không gây khó khăn cho con cái thế hệ của chúng ta trong tương lai. Thưa các vị, mỗi thời nó đều có mỗi cái biểu hiện của tuổi trẻ khác nhau. Và các vị hãy, các vị phải mở rộng lòng ra mới có khả năng cảm thông được với thế hệ tuổi trẻ. Có nghĩa là trình độ tri thức, trình độ tâm linh, trình độ hiểu biết của các vị được nâng lên thì các vị mới có thể sống hài hòa được với đời sống gia đình của chính các vị. Mình không phải đi vào thế giới của tuổi trẻ, mình không biết được cái nhu yếu của nó đang cần cái gì, và mình không thể hài hòa trong dòng sống xã hội hiện thời, cho nên mình có khi rất là bực mình, rất là khó chịu với thanh thiếu niên bây giờ. Ví dụ như nó có một cái thời thanh thiếu niên nó thích xong mình, xong vào lưng của nó, xong vào vai của nó, xong vào cánh tay của nó, cái hình mặt trời, hình chim ưng hay là cái hình chi đó. Mình bằng cái văn hóa Việt Nam là vô cùng kỳ thị, chỉ cái thế giới mà nó thông minh đó là dành cho thế giới đường phố. Con mình là con nhà làm thiện làm sao có chuyện. Nhưng mà thưa các vị, mỗi thời nó có những cái niềm vui riêng, có những cái thích thú riêng, có những cái biểu hiện của tuổi trẻ khác biệt. Mình không chấp nhận, điều thứ nhất là do vì mình đâu đã hội nhập vào cái dòng chảy vô cùng sinh động của thế hệ trẻ đâu. Và thế là các vị hạn chế, các vị đóng khung, các vị nghĩ rằng phải như thế này mới được, thế này mới là người Việt, thế này mới là con nhà gia giáo. Thế thì sự cảm thông nó cắt đứt và đôi khi nó gây xung đột rất là nặng trong đời sống gia đình. Cho nên bao giờ cũng thế, con đường phát triển nó là con đường hai chiều, nó có đường và có xuôi. Và nếu mình không đủ tầm cao của tri thức, tầm cao hiểu biết và tầm cao của tâm thức hòa hợp vào đời sống xã hội thì đời sống mình, điều thứ nhất là mình gây cản trở, gây cản nối. Điều thứ hai là mình chuốc phiền muộn cho chính mình. Đó là một điều thưa các vị. Khi tâm thức người ta vươn đến tầm cao thì cái nhìn của người ta về đời sống người ta chấp nhận rất dễ, ít có sự khác biệt. Mà tâm thức cả là khác bao nhiêu thì cái sự kỳ thị càng nặng bao nhiêu. Đó là ý đầu mình gợi ra đây để các vị có cái nhận xét. Và để từ cái điều này chúng ta dẫn đến cái con đường tu tập của chúng ta đạt đến trình độ không còn kỳ thị, đạt đến cái trình độ thấy sắc tức là không, đó là trình độ cao vời nhất của mình thôi. Điều đầu tiên muốn chia sẻ là khi nhìn thì khác biệt. Nguồn gốc của cái nhìn khác biệt
cái điều đầu tiên mình nhận ra như các vị, cái sự có mặt giữa trần gian này không có cái gì mà giống nhau như hai giọt nước. Người ta dùng cái từ là không hề có hai con người giống nhau như hai giọt nước. Họ nghĩ rằng hai giọt nước nó cực kỳ giống nhau. Thế nhưng mà nếu nhìn thêm kỹ thì thưa các vị, vẫn khác biệt, chứ không hề có hai giọt nước giống nhau hoàn toàn. Rồi nhìn lại thì sống con người là một sinh vật có mặt giữa hành tinh này thì không có một người nào giống một người nào cả. Mỗi người là một tác phẩm khác biệt vô cùng, hoàn chỉnh vô cùng. Nếu không có hai cái vân tay giống nhau thì không có hai người giống nhau, càng không có hai tâm thức giống nhau. Thế thì cái sự khác biệt đó là cái điều quy luật. Nhưng mà cái sự khác biệt này nó chưa đưa đến cái điều mình muốn nói, nó có một cái nội hàm đạo lý. Khác biệt giữa cấu trúc hình thể là một khác biệt rất là tự nhiên, thế nhưng mà bên trong cấu trúc hình thể thì cái phẩm cách người nó không có khác biệt nha. Thế nhưng mà đời sống chúng ta càng ngày càng đi vào hình thức hơn nhiều, càng bị cái khuôn mẫu của tư duy, của suy nghĩ, của kiến thức nó ràng buộc, nó hình thành cái đời sống cố chấp nặng nề, bản ngã nặng nề, cho nên nó tạo thành cái sự khác biệt và cái sự kỳ thị. Và tùy vào mức độ kỳ thị nó nặng bao nhiêu, cái kiến thức nó sâu bấy nhiêu, và kẻ có quyền uy bấy nhiêu thì họ tác hại cho hành tinh này vô cùng lớn. Mấy cái điều diễn đạt nó có đủ chi hiểu không? Mình ví dụ thôi. Ví dụ chúng ta biết rằng là cái cuộc diệt chủng Do Thái xảy ra năm 1948 40 mấy á, và mình hình dung là 6 triệu người Do Thái bị diệt chủng do cái quốc xã, dường như 6 triệu người họ. Campuchia bao nhiêu triệu? Và hầu như toàn bộ trên hành tinh này, nơi nào có hoạn họa do, nơi nào có thảm họa do chiến tranh thì đều có một cái đặc tính chung, đó là từ cái sự kỳ thị thù quán của con người, cái sự nhìn ra sự khác biệt mà người ta không chấp nhận nhau, cho nên nó đưa đến chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên, Nam Bắc Việt Nam. Trận đói Nam Bắc Dậu xảy ra trên đất Bắc, thưa các vị, mọi hoạn họa của nhân loại trong hành tinh này đều có cái nền từ cái sự kỳ thị chủng tộc, kỳ thị cơ chế chính trị, vân vân. Cho nên quyền uy thấp của một bố, của một bà mẹ mà không chấp nhận người thân của mình, đó là từ dòng máu thịt của mình sinh ra, người ta có một cái chi kiến hay nào đó, cho nên người ta thù ghét thì có thể giết đứa con. Ngay loài động vật thôi, có câu chuyện trong truyện cổ Trung Hoa, các vị đọc thì các vị khiếp điều. Có con heo đó, nó sinh ra 12 con heo con, 11 con giống đó, còn có con đó là lại không giống, nó là đen đi. Có khi nó giống bố nó không chừng, thế nhưng còn mẹ nó không chấp nhận. 11 con cho bú, mà một con heo có màu lông đen là nhất định là nó không cho bú, đến nỗi chết con heo con luôn. Trong có một tinh hoa. Và thưa các vị, cái chuyện này nếu các vị đi vào lĩnh vực loài người thì các vị thấy là bao nhiêu thảm cảnh của con người xảy ra cũng do cái bản chất kỳ thị, bản chất nhìn khác biệt mà tạo thành bao nhiêu cái nỗi nhục nhằn, bao nhiêu cái thảm cảnh của đời sống. Ví dụ như mình có đời sống hôn nhân với một người chồng, nhưng mà trước khi mình về sống với chồng mình đã có đứa con riêng, tôi ví dụ dễ hiểu thế nào. Nhưng mà phải một cái con người, cái sự hiểu biết họ rất thấp, cái thành kiến họ rất nặng nề, thế thì cái đứa con riêng của mình không thể sống được trong cái điều kiện ông chồng ông cưới mình về đâu nghe. Ông quỷ diệt đứa con mình như chơi. Có chứ, không phải như không. Và người mẹ ghẻ, cái chuyện này thì nó cũng xảy ra rất bình thường trong xã hội Việt Nam, thưa các vị. Người mẹ sao về thấy con mình, thấy chồng là có hai đứa con của đời vợ trước thì coi chừng cái tình trạng như lâm xanh xung lưu với trong thơ đó. Các vị còn nhớ không hả? Còn con cứ qua, vâng, con nhớ là cái chút khác. Thế nhưng mà
Đây là cái chuyện rất thực trong đời sống của cộng đồng dân cư ở vùng Đông Nam Á. Nó đi vào thi ca, kịch nghệ, lịch sử, văn học, vân vân, là cái điều nó biểu hiện rất thực trong xã hội đời thường. Thế cho nên cái nguồn gốc của cái nhìn khác biệt này, thưa các vị, cái mặt hình thức thì rõ ràng là ta là một loại sinh linh có mặt giữa hành tinh này không ai giống ai, đó là cái chuyện hình thức. Thế nhưng mà nếu có được cái chút trình độ để có cái nhìn sâu hơn thì dưới lớp hình thức khác biệt đó, nó có một cái điều rất chung, đó là cái chủng loài người, phải không? Rồi nó có một cái chung nữa là có cái khổ giống nhau, có hạt nước mắt giống nhau, có dòng máu đỏ giống nhau, có nỗi buồn niềm vui giống nhau. Thế cho nên ở mức độ cạn thì cái nguồn gốc, cái nhìn khác biệt này được phân ra thành từng cấp độ thấp nhất là cấp độ chi? Thấp nhất là gì? Cấp độ thấp nhất là ta chỉ thấy hình thức thôi. Mình chỉ dừng ngang lại cái mặt hình thức biểu hiện thôi, mình thấy anh là nam, anh là nữ, anh là già, anh là trẻ, anh là đẹp, anh là xấu, anh là đen, anh là trắng, anh là loài động vật, anh là loài người vững đẳng, anh là loài thảo mộc, vân vân. Tức là tâm thức chúng ta nó chưa đạt đến tập cao, thế thì ta chỉ thấy cái lĩnh vực rất hình thức, và ta từ lĩnh vực hình thức đó ta phân ra sự kỳ thị, trắng trái, bất đồng vận, chia rẽ và sát phạt lẫn nhau, quỷ diệt lẫn nhau, chà mặt lẫn nhau. Mình vươn ngang qua cái tầng nhận biết đời sống qua hình thức thì các vị sẽ đồng cảm được với loài cỏ cây, loài động vật, nó cùng có nỗi đau như nhau, thì khởi phát được tâm từ, thì phát triển ra đối với loài người ta mới khởi lòng từ bi. Cho nên cái góc buồn đầu tiên của cái nhìn khác biệt đó là ta chỉ thấy hình thức thôi. Điều thứ hai, cái chuyện khác biệt mà nó tạo thành đại quả của loài người là do vì cái tâm cố chấp của ta, tức là do cái kiến chấp của chúng ta. Dân đức là dân thượng đẳng, không có chỗ khác, dân nào thông minh bằng nhân đức. Có một cái dân tộc Do Thái nó thòm thèm, nó bước ngang qua mặt nhân đức. Thế thì thưa các vị, chỉ cần một hiệu lệnh của nước Nga thôi, và nhiều triệu người Do Thái đi vô lò thiêu, đi bị thảm sát, tội ác chiến tranh lớn vô cùng. Từ một cái điểm mấu chốt là kỳ thị, kỳ thị dân tộc, kỳ thị sự thông minh của dân tộc kia, thì mình hình dung ra là nếu anh có quyền quy cộng với cái kiến chấp sai lầm của tâm thức của anh, thế thì anh có thể giết hàng loạt người. Nếu có trong tay một cái bom hạt nhân thì họ không hề ngán hủy diệt cả hành tinh. Nếu mà thấy hành tinh loài người đó có thể lo mặt họ, thế thì tùy cái mức độ quyền quy và cái lòng kiến chấp người ta nó nặng đến chừng nào thì nó gây tai họa cho nhân loại chừng ấy. Kiến chấp mình mà vỡ được ra, mình có một cái nhìn xuyên ngang qua tầng đời sống hình thức, xuyên ngang qua những cái tầng khổ đau của loài người, để nhận ra từ trăm năm sau anh nó có cái hạt mầm Phật, thế thì cái niềm tôn kính sự bình đẳng giữa loài người nó mới phát sinh ra. Rồi cái chiến chấp ở đời thường nó đã là tai họa, thế nhưng mà cái tầng tai họa hơn hết, loài người rất kinh sợ. Ngay bây giờ khi nhắc đến người ta vẫn còn kinh khiếp, đó là chiến chấp về tôn giáo nha các vị. Mình định dung là 1.000 năm trên đất nước, trên cái vùng đất châu Âu chìm trong bóng đen. Do vì sao? Do vì cái chiến chấp về tôn giáo, chỉ có tôn giáo độc thôi, tôn giáo này mới là tôn giáo mang lại tin mừng cho con người trên hành tinh. Còn những tôn giáo ngoại vi không phải thuộc dòng tôn giáo này là tà ma ngoại đạo. Còn thậm chí là người đó, những người đàn bà mà biết một chút dược lý, có thể hái vài cái cây, vài cái cỏ, vài cái củ để có thể nấu thuốc trị bệnh, thì coi chừng người ta gán ghép đó là phù thủy. Thì họ làm sao? Cột đá vào cổ, ngán dòng thân thì chết, đẩy lên nhà quả tư sống, vân vân thưa các vị. Và họ đẩy mấy chén cùng khắp châu Âu để giết những người ngoại đạo.
Thế cho nên cái kiến chấp về chính trị nó vẫn còn có một con đường để người ta sống nha. Mà kiến chấp về tôn giáo vô cùng độc ác. Đừng nghĩ rằng tôn giáo ta là duy nhất. Rồi trong phạm vi nhỏ ta cũng đừng có, ta cũng đừng có dán cái mát vào tâm thức ta là chỉ có pháp môn tu ta là duy nhất. Chỉ có pháp môn tu của đạo Phật là tuyệt vời. Hãy lấy cái đó ra đi. Cái hoàn cảnh xã hội nó càng ngày càng văn minh đi, nó bị tất cả nhiều cái nguồn thông tin nó tặng cho chúng ta cái nguồn trợ giá. Có thể là không phải là thầy tu luôn nha, mà họ giảng được chân lý, có thể để cho giúp cho các vị đạt hẳn đến cội nguồn của tâm bất động các vị. Nhiều nhà quyền môn sinh ra từ Kitô, từ Hồi giáo, từ những người trí thức bình thường, nhưng mà lời của họ nó tràn đầy trợ giá. Còn nhiều lời của những vị thầy tự xưng mình là vị thầy, nhưng mà lời của họ tràn về sự cố chấp nghiệt ngã và gian nhốt đời sống, gian nhốt tâm thức của chúng ta trong cái sự kiến chấp vô cùng hẹp hòi và kỳ thị. Thế cho nên mình ở trên một cái vùng đất văn hóa phát triển đến tầng cao, mình đừng để tâm thức mình nó bị hạn chế trong cái sự kiến chấp. Mình hãy nhìn mọi chuyện xuyên ngang trên cái bức tường của hình thức một, của kiến chấp là hai, để mình có thể làm cho tâm hồn mình rộng mở hơn. Chưa chứng thánh thì thưa các vị, hãy làm cho tâm thức của mình đủ rộng để hiểu ngã về đời sống. Bằng không thì mình đi đâu mình cũng thấy là mọi người dường như là khác biệt với mình, đáng cho mình kỳ thị, đáng cho mình tách biệt, không có hài hòa. Thế thì cuộc đời nó đã hạn chế niềm vui hạnh phúc đời sống của chúng ta. Và điều thứ ba, cái nguồn của nó đi làm ra cái sự kỳ thị và khác biệt, đó là cái nguồn của bản ngã. Chừng nào đột được cái kiến chấp về bản ngã chính anh thì anh mới có khả năng vươn lên tầng cao của đời sống trí tuệ. Còn mình chưa đi ngang qua được tầng này thì các vị, ví dụ như mình làm bộ sống hài hòa với người nó cũng ở tầng cạn mà thôi. Làm bộ vui với người, sống trang hòa với người cũng là cái nghệ thuật lấy lòng nhau, chứ chưa thể đạt đến trình độ hài hòa trọn vẹn giữa một tâm thức với một tâm thức cộng thông. Dù là các bạn những cái tầng cao của tri thức, anh hiểu biết rất là nhiều, rất là rộng, anh có một cái tư duy nó gần gần hay bậc thánh, thế nhưng mà cái lớp bản ngã nó vẫn còn thì như lớp sương mù thôi. Qua lớp sương mù anh nhìn mặt nhau không thấy rõ, anh chỉ làm được một việc là biểu hiện những điều bình đẳng, hài hòa, sống an lạc với người nó ở cái chiều cạn mà thôi, chứ chưa thể đạt đến mức độ thâm sâu của tâm thức để có thể thấy mình trang hòa với pháp giới vũ trụ với vạn hữu không. Đó là ba tầng đã tự ta thử nêu lại đến cái nguồn gốc của cái nhìn khác biệt nó từ nơi đó ra. Và mình đọc là tùy vào mức độ kiến chấp của các vị, bản ngã của các vị nhỏ hay lớn, là nó tác hại đến đời sống này nhỏ hay lớn. Nếu bản ngã nó là bản ngã của một cá nhân trong một gia đình, thế thì nó có thể gây họa cho người thân của chúng ta trong gia đình. Mình thấy cá tính mình như thế này, bản chất mình như thế này, con người mình như thế này, cho nên mình không chấp nhận người kia. Trước đó thì mình chấp nhận được, do vì mình mờ mắt trước nhan sắc của người ta, trước của cải người ta, trước cái tiếng gọi tình yêu trong lòng, cho nên mình chấp nhận. Thế nhưng mà về nhà hai cái vỏ bản ngã nó đụng với nhau, nổ, không chấp nhận ra được thì chia tay. Thế là thưa các vị, hẹp là phạm vi nhỏ trong gia đình ta sống bất hạnh, rộng liễn đời mình vào bất cứ cộng đồng nào, mình cũng trở thành kỳ thị, khó chịu và không chấp nhận nhau. Và nó có hai ba loại tầng bản ngã khác nhau. Từ bản ngã cá nhân nó đi vào đạo, nó thành bản ngã của đạo, nó thành bản ngã của một tập thể, một dân tộc, và nó được bao một cái lớp bên ngoài gọi là cái lớp vỏ văn hóa. Văn hóa của tôi là văn hóa người Việt, văn hóa của tôi là nề nếp gia phong, cho nên con cái tôi nó muốn có chồng có vợ thì phải môn đăng hộ đối, không có cái chuyện là bằng lòng cái anh chàng kia vân vân. Thưa các vị, cái lớp vỏ nó nặng nề, tùy mức độ, nó rộng hay hẹp, có chấp ít hay nhiều,
và nó làm tai họa cho con người trên hành tinh này. Ít hay là nhiều, rộng hay là hẹp, đó là điều thứ nhất. Ta có cái nhìn từ nguồn gốc để thấy cái sự khác biệt nó sinh ra từ những điều này thôi. Thế rồi điều thứ hai, cô cái con đường khổ đau nối dài của đời sống của mình, nó cũng từ những cái nền tảng căn bản như mình vừa nêu. Điều thứ nhất, để làm thành được cái bản ngã của anh phải làm cái gì đó? Xác định mình. Mình vừa thưa với các vị là bản ngã nó hình thành cái sự cố chấp của các vị, và nó hình thành cái nhìn của các vị để kỳ thị, để thấy sự khác biệt giữa mình với người. Và muốn hình thành một bản ngã thì cái đầu tiên ta phải xác định ta là ai. Và muốn xác định ta là ai thì cái điều đầu tiên ta phải làm đó là làm cái gì? Ta phải có sở hữu của ta để xác định ta là ai. Và cái con đường nó nối dài từ quá khứ tới hôm nay nó là như vậy. Người ta càng cảm thấy tự hào, tự mãn, kiêu ngạo, một là ở bên ngoài hay ở bên trong thôi, nó không có khác. Trình độ trí thức còn thấp thì thứ bên ngoài càng nhiều, người ta thấy hả hê vô cùng với những cái người ta tự hào, kiêu ngạo. Này là nhà của tôi nè, bò của tôi nè, dê của tôi nè, này là ngàn hầu của tôi. Trong quá khứ, trong những thời người ta chưa văn minh, nó là như thế. Càng có nhiều của cải, càng biểu hiện sự tôn quý. Một người vua phải có 3.000 người hầu mới là tôn quý, 3.000 người vợ. Và đông mang chiên cổ gì nó cũng đều đi theo con đường này cả, chứ các vị. Và họ đánh giá những loài sinh vật theo với cấp độ của loài động vật. Ví dụ như từ cái thời nền văn minh nó còn rất thấp, tức là thời bộ lạc, người ta đánh giá cái ông thuyền trưởng bộ lạc đó là có tới 3.000 con bò. Thì cái ông thuyền trưởng bộ lạc kia được gọi là người có quyền quý hơn, cao quý hơn, thì phải có 5.000 con bò. Sau đó thì người ta đánh giá là một con người đó tùy những mức độ đen hay xấu đổi được 10 con bò hay là 20 con bò. Và cứ thế mà nhanh lên thôi thưa các vị. Và trong thời cổ, ví dụ như những cái vùng sa mạc châu Phi, những cái vùng đất mà nền văn minh nó còn phát triển rất là chậm so với nền văn minh của Đông Phương, thì người ta đánh giá một người đàn bà đẹp trị giá là 5 trâu 7 mòi đó, tôi cũng không nhớ, nhưng mà các vị hình dung là nó cũng không khác nhau là mấy trong cái dòng chảy của con người có mặt trên hành tinh này. Ở Việt Nam hay là Trung Hoa thì người ta cưới cô gái với cái giá trị là 5 trâu 7 bò, đó là cô gái giàu sang, có địa vị và đen, phải không? Tiền treo và đặt nhiều đó là cô gái nó có giá trị nhiều, thì nó cũng giống như cái giá trị của nền văn minh cổ mà thôi. Và người ta đánh giá người đó được là cao quý, sang trọng, địa vị, do cái điều kiện sở hữu càng nhiều thì người đó giá trị càng cao. Và bây giờ cái nền văn minh hiện tại, người ta có đi theo cái con đường quanh quanh như thế không? Không khác là mấy, không khác là mấy. Các vị nhìn coi là ta nghe ai mà tự hào đó là người tỷ phú, ta khiếp liền, kính sợ liền, kính trọng liền. Mới đầu vô chùa thấy ông ăn mặc bần ngàn đắp cưới, mình coi thường vô cùng, tới chuyện viết ra, ông, anh nói là viên khách đó. Thì các vị tự nhiên là đang ghế mời, đang nước mời và xung xe để đón chào ta nghe, tại vì đó là tỷ phú mà. Và cái chuyện này nó rất bình thường, nó có trong máu, trong thức chúng ta như các vị. Cho nên cái ý đầu cứ để xác định mình, các vị phải làm mọi việc để có được nhiều sở hữu hơn.
Và từ tâm thức đó thì thưa các vị, ta cũng có cái nhìn chung đó là ai có sở hữu nhiều, nó rất là sợ, nó rất là nể phục. Và cộng đồng người Việt của chúng ta, thưa các vị, chừng như thế này là cái điều rất quen, không cần học mình cũng biết. Mình biết cách phô trương bản ngã của mình, phô trương sở hữu của mình. Và người nào giàu mà đến đây mà tu mà 3 năm mà không ai biết là tu mới phục, chắc không có bao giờ. Bằng mọi cách đã thể hiện cho họ thấy tôi có của, có tiền, tôi có điều kiện sang quý. Người ta không thấy thì mình cũng phải quen. Còn hồi 4 đứa bác sĩ ra, cái gì hiểu, phải làm quen cho tôi đi, lòng thân cho tôi đi. Cái gì là chuyện này, chuyện thiệt. Đó là sở hữu bên ngoài được xác định bản ngã. Thế là còn một loại sở hữu nữa. Sở hữu gì? Thứ hai là sở hữu bên trong. Người ta không xác định được sở hữu bên ngoài của mình thì họ mượn sở hữu con mình, không xác định họ. Mà không có con, không ăn đó thì tối thiểu cũng có con chó ở nhà. Hay chó mình rất là không quên, chị biết. Tôi nghĩ rằng đây không ai được chó không quên như tôi. Quả là tôi có người bạn là bác sĩ, là kỹ sư. Tôi đã từng ăn cơm chung với đứa bé đó. Mà có cái gì quan trọng đâu, có chuyện ăn chung với hắn. Lạ. Thế rồi cái thử bên trong thôi các vị. Tìm mọi cách để xác định mình. Ví dụ như trong một cộng đồng, hai người người ta cũng phải tìm cách gì đó dương danh với đời thôi à. Phải làm thế nào đó để cho người ta thấy rằng mình có chút trình độ, có chút hiểu biết, có chút tri thức. Hiểu biết nhân gian cũng được, hiểu biết trong đạo cũng được, phải lý sự cho ra rẻ. Mọi cái đều là cái dạng biểu lộ, ẩn ngã mà thôi. Thế thì cái điều thứ hai, cái con đường bỏ ra nó nóng dài, cái đời cũng nói rằng là cái tính chất bản ngã mà ta luôn muốn tô bồi, ta luôn muốn vun xén và ta luôn muốn duy trì, ta muốn bỏ. Thế rồi tại sao bản đó là nỗi dài, tại sao đó là nỗi khổ? Các vị hình dung ra là các vị không thể là người trên đỉnh cao của lợi và danh được. Các vị dù cố gắng vun bồi mấy nhưng mà các vị vẫn thua người hơn các vị. Các vị có thể hơn người thấp hơn, nhưng mà chưa hề có người nào mà hoàn thiện hoàn toàn trên trần gian này mà không thua. Đạt đến cái đỉnh của công danh sự nghiệp, ngồi trên chính vệ là vua đi nữa, nhưng mà nhìn xuống thì thua thành bằng dân. Tại sao? Mình lo trăm ngàn việc nước, việc nhà, việc tam cung lục viện. Thế rồi nhìn bằng dân, ảnh không có cái chi cả. Ảnh cài một phát cầu buổi trưa, anh nằm thẳng cẳng ở dưới bóng cây anh ngủ rất ngon, rất là không lo, không buồn phiền gì cả. Về tới nhà thì chỉ có một bà vợ thôi chăm sóc, rất là dễ thương và miếng ăn miếng uống. Còn mình thì tới 1000 bà, cho nên rất là khốn đốn, không biết phải khi mà bà nào cũng thôi ché mình hết. Cho nên lên tới đỉnh cung đánh cung dương thì lại thấy khuôn phòng dân. Thế thì các bạn hiểu ngay, khi anh có bản ngã thì con đường vòng quanh nó luôn luôn tạo ra ngàn vạn nỗi khổ, ngàn vạn nỗi bất hạnh, bức xúc của mình phóng tự ra ngay. Và các vị có thể suy nghĩ về điều này để thấy là cái con đường khổ đau nối dài, cái sinh linh là từ cái nền của bản ngã các vị mà ra cả. Không đồng thuận với ai, không chấp nhận ai, không phán hòa hợp với ai, đều sinh ra từ cái cố chấp bản ngã mà ra. Thế rồi nó có dựng ra không? Chứ không. Khi các vị xác định ta như thế này, ta như thế kia, mặc nhiên các vị chấp nhận cái dòng nghiệp là các vị, suy nghĩ là các vị, vui buồn là các vị. Tôi là vui buồn, tôi là suy nghĩ, tôi là quá khứ của tôi là tất cả những hồ sơ về đời sống được cách giữ trong đây. Tiềm thức của tôi muốn lưu trữ từng câu nói của tôi, từng ý nghĩ của tôi, từng niềm vui nỗi buồn của tôi. Và cái điều kỳ lạ là tôi giữ nó như là giữ trong bóng, coi nó như là tinh vi. Chút buồn, chút giận trong quá khứ tôi vẫn cất rất kỹ trong đây, coi nó là một kho tàng.
bình thường thì tôi có thể tạm quên, nhưng mà những lúc trở trời, những lúc trời ảm đạm không đi đâu được, không có việc để làm, thì tôi lôi nó ra để coi phim lại, phim của chính cuộc đời tôi. Thì các vị chúng ta, các vị đã tạo cái hạt mầm, hạt mầm gì, hạt mầm lòng nghiệp để đi quanh quanh nó qua khỏi khó được. Không có cách gì vượt khó được thân phận khổ đau của loài người. Do vì ta chấp nhận ta là hình hài, ta là vui buồn, ta là sự suy nghĩ, có nghĩa là ta là dòng nghiệp luân hồi luôn xoay một vòng thế này. Thậm chí mình đi vô chùa mà nếu các vị đạo Phật không mở ra cái con đường mà anh cứ niệm Phật đi, xin về cảnh giới kia, anh vẫn còn là con người như thế, anh có thể cầu nguyện để anh xin cho bà con nhà họ xin, thì chúng ta cũng ngắn vô cùng. Tu mà không còn mãi ngã gì rất là kinh sợ, cho nên tu phải còn tôi cũng như tu không phải xin về cảnh giới nọ cảnh giới kia, tôi cũng bằng lòng với cái chuyện nhìn vào tự thân tôi để vỡ bản ngã, và tôi cố chấp hay là tôi không chấp nhận được. Nếu Đức Thế Tôn không mở ra cánh cửa phương tiện đó thì tôi sẽ bị đố ai mà đến với Phật của Đức Thế Tôn. Nếu chỉ là ngôn ngữ, chỉ là đạt đến trạng thái niết bàn viên mãn như sạch hết nghiệp rồi thì không còn tái sinh, thì ta kinh sợ không được. Thì các vị hình dung ra là cái con đường khổ đau nối dài với sinh linh bản ngã ở cái tầng cạn mà vô á, thì sinh thì tử trong ba cõi có đường, còn bản ngã nó cao vời hơn thì chứng nghiệm được những cái tầng thánh, sinh về cảnh giới đông suốt đà thiên, cảnh tây phương nước A Di Đà, cảnh đông hương của Đức Diệt Sư Vô Nhân. Cũng phải có nơi cho tôi về, cũng phải có con người tôi còn lại. Đây là nào bạn thì đi quanh quanh chứ đi đâu. Đó là điều thứ hai. Khi nhìn về sự khác biệt, các vị thấy hai đáng này rất là đậm. Và từ cái nhìn xác định mình trong phạm vi đời thường đến xác định mình trong phạm vi của tôn giáo, mình làm cái việc chi, cái việc chia rẽ tất nhiên thôi, cái nhìn kỳ thị tất nhiên thôi. Mấy cái ông tu thiền thì mấy ông bảo rằng niệm Phật làm sao mà viên mãn được, là mấy ông dạy thì đồ tông thì mấy ông á làm sao mà tu thiền mà tu thời này cho được, thời phạt quá căn cơ chính duyên rất thấp, làm sao có thể tu thiền được, cái đó dành cho bằng trí tuệ không có thứ khác lên ngàn năm. Chúng ta là những người mang cái nghiệp trước ngay cõi đi đời mà tháng này thôi, hãy chán tai hoàng khổ đạo sinh về cảnh giới tây phương. Đây là lời của các bậc thánh dạy, và chúng ta ngày nay Đức Thế Tôn giống như một cái vị thầy có hai cái chân. Các vị biết câu chuyện đó không? Hai cái chân, thầy có hai cái đệ tử, chân của thầy già nhức mỏi vô cùng, cho nên hai mỗi đứa chăm sóc được một cái chân cho thầy để tội nghiệp con. Cái anh nắm cái chân bên đây, lâu lâu anh chịu anh kia, hai anh dẫn nhau được rồi, để tao đập thì gãy cái chân cho mày biết. Thế được cái giác đá đập gãy cái chân thầy, cho cái thằng nhỏ kia nó không còn có cái đường để nó chăm sóc thầy cho biết. Anh kia anh về thấy biết là đúng rồi, nguyên chứ ai. Thế là nó rình cái giác đá là nó đập cái gãy chân của thầy thứ hai nữa, cho đáng cái tội cho không còn cái chân để thằng kia chăm sóc. Thì thưa các vị, cuối cùng thì ai là người lãnh chủ? Mà quy chiếu lại đời sống, thưa các vị, rõ ràng là từ cái bản ngã tôn giáo của chúng ta, ta giống như là hai đứa đệ tử chăm sóc hai cái chân của thầy. Trong như đó thì thưa các vị, mình nếu lấy đi được cái chất bản ngã ngay tự tâm về vấn đề tôn giáo thì các vị vươn đến mình cao, tâm thức các vị chủ động, các vị có thể chấp nhận sự khác biệt vô vàn trong những pháp môn tu của đạo Phật. Tôi tu là chuyện của tôi, pháp môn kia cũng sinh ra từ đạo Phật, cho nên không có sự kỳ thị, không có sự bài bác. Tùy vào căn cơ, tùy vào duyên lành của từng người, người ta có quyền đi vào ngàn vạn cõi đi đến cửa chân lý. Người ta có quyền đến với đạo Phật, đến với đạo Chúa, đến với đạo Kitô. Con đường sống mới quan trọng, không phải là con đường nhằm nhau về cái nhãn hiệu của đời sống của các vị. Và khi tâm thức vươn đến tầng cao thì người ta vượt ngang cái điều này, bằng không thì mình ở cái dạng của những đứa đệ tử chăm sóc chân thầy thôi, mình đọc cho thầy quen chân,
tức là làm cho nó vụng giáo lý đạo Phật và cho cái bản chất của đạo Phật nó không còn gì là đạo Phật nữa, thì nó hài lòng, thế thì tội vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là cái cơ hội mở ra để chúng ta nhìn nét chung của chúng ta. Mình đi ngang qua cái tầng đầu, đó là cái tầng nhận thức. Mình nhận ra chúng ta dù có khác biệt, nam này, nữ này, giàu nghèo này, người Âu, người Á, người Mỹ, người Phi vân vân, nhưng mà nó có nguồn gốc chung. Và cái cơ hội này thì các vị cũng mở ra đọc điều cho nam, chứ nam có hề giấu kín gì hay cả. Cơ hội đầu tiên là cơ hội tình cảm phát sinh ra các vị. Mức độ cạn, ta nhìn một cách chung chung, thì dù rằng có khác biệt ngàn vạn nét trong đời sống của con người hoặc giữa người và động vật, nhưng mà cái điều đầu tiên giống nhau đó là chúng ta đều tham sống sợ chết, chúng ta đều buồn khổ bất an như nhau, chúng ta đều có máu mặn và nước mắt mặn như nhau, chúng ta đều sinh ra từ những bà mẹ như nhau, đó là nói rằng thế rồi. Nếu đi sâu vô cái lĩnh vực tâm thức thì thưa các vị, chúng ta đều có những cái tình cảm bên trong như nhau. Và cái cơ hội mở ra để cho các vị vỡ được cái bản ngã cốt nhất của các vị đầu tiên nhất trong cuộc đời là cơ hội gì? Ví dụ như từ bé mình đã được nuôi dưỡng, mình chỉ thấy tôi là thằng này, người thương tôi đó là bố của tôi, mẹ của tôi, sở hữu của tôi, là của cả tài sản gia đình của tôi, tôi không có thể mở lòng ra vươn tới cái chiều cao nào khác ngoài cái gì liên hệ với tôi và của tôi, với tôi và người thân của tôi, huyết nhục của tôi. Thế nhưng mà tuy nhiên vô cùng kỳ diệu là tặng cho các vị một cơ hội ai cũng có cả. Có điều khác thầy gì cũng có không? 19-20 tuổi ra đường, cái tự nhiên mình bị tên của thần bắn trúng vàng hoàng, và tên vàng của vị thần của thần gọi như là bắn trúng. Thì các vị hình dung là trái tim nó theo đường đó mà lý trí nó không nghe lời đâu nghe, dù có ngàn vạn lời ngăn cản nhưng mà các vị đừng hòng kéo được, đừng hòng giá là được. Trái tim vàng nó bắn rồi thì người đã chết. Cái cơ hội tình yêu nam nữ nó mở ra nơi trái tim của các vị, đó là cơ hội đầu tiên nó vỡ bản ngã một chút để thấy là ngoài tôi, ngoài bố mẹ tôi, của cả tôi, người thân tôi, còn có một người lạ quắc lạ quên, không bà con dòng họ gì cả. Thế mà tôi có thể liều chết trước con người kia, tôi có thể quỳ dưới chân người kia để dâng cả tấm lòng. Đây là cơ hội hàng vàng đầu tiên nó tặng cho đồng điều loài người trong hành tinh này. Ta cảm thấy ta thương người kia hơn cả chính từ thân mình, hơn cả bố mẹ mình, hơn cả người đã làm bao nhiêu ơn nghĩa với mình. Thưa các vị, mình đều coi thường cả như là mình, đặc biệt là dâng hiến cả hành tinh này cho những người mình thương, nếu người ta có quyền có được cái hành tinh này. Và nó lớn đó, đây là cửa ngõ đầu tiên này, để cho các vị thoáng thấy là tới trời này nó không còn u ám nữa. Ai mà rộn rã với tình cảm nam nữ đầu tiên thì nó thấy trời đất màu hồng hết này. Hỏi mấy đứa thanh niên nam nữ giờ biết, tôi nghĩ chắc đúng nhau sai không nào? Các vị từng hai mươi tuổi mà bố mẹ đừng không ngăn cản được, và
chỉ có một bức tường nó vô cùng là khắc nghiệt, nó có thể ngăn cản được bức tường tôn giáo này, nó không bị đồng thời màu da không có khác biệt, màu da, sắc tóc, văn hóa, chủng loại, đào sang, và thậm chí có khi tuổi tác không có ngăn được, nhưng mà tôn giáo là cái cục về là không có được ngăn được. Tôn giáo đó là cơ hội đầu tiên, cơ hội của tình cảm đến các vị. Các vị chán thấy cái chân trời vô ngã, không có ta nữa. Và kỳ thực, cái tuổi này các vị có nghe thấy được cái chân trời này không? Ta không được. Ta không còn tình yêu nam nữ, nhưng mà khi các vị tình thương của một người mẹ đối với đứa con, tình thương của người chồng đối với người vợ, cái sự đầm ấm, dễ thương, quan, nó có vô vàn cơ hội, chứ không phải chỉ có tình thương của nam nữ nó chỉ mở ra thôi. Thì sau đó thì chúng ta có thể cảm nhận được một buổi chiều vô cùng đẹp, cảm nhận được cái tình mà tưởng nó vô cùng dễ thương, hoặc là một buổi ngồi trước Phật điện tụng kinh, lòng mình nó an bình tĩnh lặng. Thưa các vị, đó là cơ hội mở ra. Và cái điều kỳ lạ là thế này, nếu các vị có chút kinh nghiệm, các vị nhận ra ngay này, khi lòng mình an bình tĩnh lặng, hạnh phúc tràn đầy, thì thiền định thì có mặt. Người ta tưởng là cần phải đi vào thiền định để có được sự an lạc, nhưng mà hai cái này có khi không phải vậy. Có an lạc thì thiền định liền rớt xuống cuộc đời các vị. Có an lạc thì không còn bản ngã. Khi người ta hạnh phúc rồi bản ngã nó trốn mất tiêu. Các niềm vô mà cái cặp trai gái mà nó ngồi với nhau mà nó nói chuyện, có khi từ sáng cho tới tối nó không có bản ngã gì cả. Nó cảm thấy đất trời của mình không còn thời gian một không gian. Khi tình yêu nở trong trái tim của nam nữ, bản ngã nó cũng được triệt tiêu. Nó tan hoàng của trong nhau rất là dễ. Tiếc là tôi chưa từng khi nghe tôi có tuổi của mình thích nghe tôi không biết nhiều mà. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy, sách vở nào cũng nói thế. Mình cứ đọc thôi, mình nói nó tướng nó lên chứ. Và khi các vị, chuyện này nó là tự nhiên thôi. Mình không cần đi ngang cánh cửa của nam nữ không thiếu niên, các vị đi ngang vào cánh cửa của thiền định, của tu tập, của tĩnh lặng, của an lạc. Các vị thấy là khi an lạc có mặt là thiền định liền có mặt, khi an lạc có mặt là bản ngã liền phấn phóng. Do vậy cái cơ hội tình cảm là cơ hội mở ra đầu tiên, đó là cơ hội thứ nhất. Cơ hội thứ hai nếm trải đau khổ. Cái cơ hội này thưa các vị, nó xảy ra với chúng ta ai cũng bình đẳng như nhau hết. Cái đau khổ mà nó tràn ngập đời sống chúng ta, ưu tư phiền muộn căng thẳng mà nó tràn ngập đời sống các vị, các vị cũng có cơ hội hé được cái lớp bản ngã rất là dày để các vị thoáng thấy được cái chân trời bất động của tâm các vị. Cái chuyện này rất dễ phát sinh. Ví dụ như có một lúc nào đó lòng mình nó căng thẳng vô cùng, mà tự nhiên một phút tình cờ là những cái căng thẳng tự nhiên nó rớt, hoặc là những cái lúc mà lòng các vị nó tràn ngập cái sự nghi ngờ, rồi tới một lúc nào đó sự nghi ngờ nó được giải tỏa, do vì những cái duyên cớ bên ngoài nó đến, nó làm cho cái sự nghi ngờ của mình tan biến ra. Các vị thấy không gian nó lòng rộng, buồn tâm thức của các vị nó rỗng lặng, nó yên bình, nó lặng lẽ. Còn nếu khéo thì ta chọn được cái duyên phút này của tâm thức ta. Rồi nếu mình tinh tế hơn nữa thì thưa các vị, giữa những cái tràng buồn giận ngắt ghét thương nó đi ngang về, nó thường có một ảnh trống ngay phía giữa chưa hề, nó là kiểu liên tục. Ví dụ cái niềm vui nó đến là nó ra đi, lúc bây giờ chưa, cái buồn nó chưa đến thì nó có một ảnh trống, tâm cứ bất động lặng lẽ và an hòa. Khéo thì các vị nhận ra ngay chỗ đó chỉ còn thuần lại một ánh sáng của nhận biết, của tĩnh lặng, của thiền định, chứ nó không có thao động bất an, nó không có cái gì gọi là bản ngã nữa đó cả. Đó là cái cơ hội thứ hai. Cơ hội thứ ba, thưa các vị, nỗi khổ nó tràn ngập trong thân tâm các vị, ưu tư phiền muộn nó tràn ngập nơi các vị, thậm chí là những cái nỗi niềm tuyệt vọng nó đang xảy ra trong các vị,
Thế là các vị mỏi mệt quá, căng thẳng quá, các vị còn thường người ra, các vị nhìn, các vị nói là cái gì là cái nỗi buồn của ta, cái gì là cái tuyệt vọng của ta, thì liền cái khác nó tạo thành cái trạng thái tâm thức, đó là cái tuyệt vọng là cái nó hiện ra phía trước các vị. Còn các vị là người đang tra vấn, đang lục lọi, đang hỏi, đang nhận biết đó, thế thì các vị là cái người đang thấy tuyệt vọng, là cái nỗi vị thấy, cái cảm thọ đang có trong các vị. Tức thì các vị đã lập được cái giới tuyến không hai, tôi là người thấy tuyệt vọng hoặc nỗi buồn hoặc cái nỗi bất an hay là thiền giận vân vân là cái đối tượng vị thấy. Liền tức các ta nhận ra cái thể bất động ta chính là cái trạng thái sáng ngời nhận biết tĩnh lặng an nhiên. Và cái trạng thái an nhiên thiền định của tâm là cái gì nó có thực nơi đời sống của mỗi chúng ta, chứ không phải là cái gì cần phải tập tành luyện tập hay là chạy thoại mời gọi gì của các vị không phải. Nó là cái tự hữu của mỗi người. Có điều mình không có cơ hội và mình gặp nó mình quá hoảng sợ, mình không dám nhận ra. Tại vì nếu các vị có một cái chất tinh tế của tâm thức thì các vị nhận ra điều này ngay. Tôi ví dụ, cái ví dụ này mình đã từng làm, từng gửi ra rất là nhiều nơi. Và mình nghĩ đây là cái cách dẫn các vị đi vô rất là dễ. Trên cái hình vẽ mình làm bộ vẽ hình. Tôi ví dụ thế này, đây là cái vùng tâm của ta trọn vẹn như thế, mình chia làm ba tầng đi. Đây là cái tầng giữa và tầng này tầng thấp, tầng này là tầng cao, tầng này là tầng bình thường. Thế nào gọi là bình thường? Tâm thức chúng ta đang bình thường này, nó có buồn, có giận, có ghét, có thương, có ưu tư, có cặn nhĩ, nó luôn suy nghĩ và chưa bao giờ nó vắng. Nghĩa là tiếng nói thầm trong các vị chưa bao giờ dừng, phải không? Mình rất ghét những người càm ràm nói mãi cái biết bên ngoài. Thế nhưng mà tôi các vị nếu nhìn cho kỹ thì chính tâm anh ta là người càm ràm nhiều hơn hết. Ta chưa từng dừng, lời nói nó luôn nguyên như thế này. Và nếu các vị nhìn ra được cái hỗ trợ trong tâm thức các vị thì các vị thấy là ồ, mình không phải là bình thường, mà mình rất mất bình thường. Bình thường nghĩa là tâm nó lặng, nó yên, nó không còn thao động, nó không còn bất an. Còn cái đằng này, nó ở trong cái dạng bệnh lý của tâm. Nhưng mà nếu 1.000 người chỉ có một người bệnh thì người ta nói mình bệnh, nhưng mà khổ nổi 1.000 người đều như vậy, đều như thế. Giữa trần thế này chúng ta đều sử dụng cái tâm hành sao động, bất an, ưu tư, phiền muộn, nó luôn sinh luôn diệt như vậy, chưa bao giờ dừng. Cho nên mình thấy là chừng như cái chuyện này nó rất là bình thường, nhưng mà đúng nguyên tắc phải gọi một cái từ là đang bệnh, không phải bình thường, phải vậy không? Nhưng mà thưa các vị, tôi với đời sống mình kéo dài được 100 năm. Và do vì mỗi một đêm mình có một cơ hội là cái trạng thái tâm thức bất động bao sao này nó ngủ yên một chút. Do vì cái điều kiện thiên nhiên nó tạo cho các vị là đêm về các vị dù uống dù không, các vị cũng phải chìm trong giấc ngủ để nó tái phục hồi lại cái trạng thái căng thẳng mệt mỏi của hệ thần kinh. Đó là phương pháp rất là tự nhiên mà ta tái phục hồi để ta sống còn được cho tới hôm nay. Có những trường hợp người ta quá ư là căng thẳng, và nếu không có một phương pháp gì để phục hồi lại cái dạng hơi bình thường chút ấy, thì nó sẽ điên. Điên đó là cái trạng thái lãm nhãm ở bên trong nó tuôn ra miệng, nó nói luôn cả ngày. Đó là điên nhẹ. Điên nặng đó là sao? Thưa các vị, là thiếu gì các em bé học sinh nó mua súng thì nó bắn cả trường người ta chết, nó lại nó khùng điên tới nơi rồi. Thế nhưng mà cái tình trạng chúng ta bình thường do thiên nhiên tạo thì mỗi đêm một lần, nếu mình không khéo để cho mình chìm xuống giấc ngủ thì mình không tái phục hồi được. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, người ta quá căng thẳng, người ta mượn một viên thuốc
đó là cái loại có một viên thôi. Loại thứ hai là người ta có thể uống vài ly rượu thì nó cũng rớt vào cái tình trạng bình thường, rớt xuống khỏi tình trạng bình thường này, tức là rớt khỏi cái vùng tâm thức hao động bất an. Và khi nó rớt vô đây bằng hai ly rượu thì người ta cảm thấy cuộc đời nó vô cùng dễ thương, tại vì nó lỏng trang hết những cái ưu tư phiền muộn khắc chứa nơi đây, tự nhiên tâm thức nó có một cái dạng hơi yên bình một chút. Và người ta tưởng rằng đây là một trạng thái rất là tốt, cho nên họ uống thêm 3 ly nữa thì nó rớt xuống cái tình trạng của một tâm thức chìm trong sự vô tri của loài động vật. Uống thêm nhiều ly nữa thì nó rớt xuống tình trạng của loài thực vật, tức là chìm trong trạng thái vô nhận biết, không còn nhận biết. Nó đi xuống, càng ngày càng xuống này. Và khi các vị vươn đến cái tầng tâm thức có suy nghĩ và có ký ức như là người, ký ức ở chiều, ký ức để suy nghĩ về tương lai và nhớ về quá khứ, là đã vươn lên đến cả hàng triệu triệu năm nó có được sự phát triển như bộ óc của là người. Thế nhưng mà chỉ cần một chai rượu thôi là người ta tụt dốc từ một triệu năm phát triển của tâm thức loài người xuống tâm thức của loài động vật và thực vật không xa là mấy. Nhưng người ta đã tình làm do vì không có khả năng tái phục hồi lại để thần kinh não, phải dùng cái cách đó để cho nó chìm thôi xuống để có thể duy trì được mạng sống 100 năm của một đời người. Đó là tình trạng rất tội nghiệp của đời sống con người. Nhẹ hơn những cái loại mà nó làm cho người ta chìm thôi xuống tâm thức của loài vô tri đó, là chúng chi có bị biết không? Này là phim ảnh này. Tất cả những loại tiêu thụ đó thưa các vị, nó đều có khả năng làm cho tâm thức các vị chìm trong hôn mê, chìm trong sự vô tri không nhận biết, bị để lãng quên, lãng quên đời. Và cái từ nó rất đúng, để lãng quên đời, lãng quên niềm đau nỗi khổ, lãng quên những trầm trọng khó khăn, lãng quên những sự xao động bất an ưu tư phiền muộn. Thế thì tất cả những loại phương tiện mà lấy đi cái sự nhận thức của các vị, nhận biết của các vị, nó đều có khả năng phá hoại hệ thống phát triển tâm linh của chúng ta. Thế là trường hợp thứ hai, thưa các vị, cái điều đặc biệt là con đường của an lạc là một này, hạnh phúc là hai. Khi nó có mặt thì tâm thức bình thường này nó lại rơi vô cái vùng trời này. Cho nên người ta thấy rằng khi niềm vui, khi hạnh phúc đến, tự nhiên là bản ngã nó phóng ra phía kia. Rồi nếu người ta thông minh hơn thì kêu các vị, con đường sự tu tập của thiền định vân vân, nó nhận rằng nó đạt đến cái chiều cao này. Tại sao nó có sự khác biệt giữa hai phần này? Phần thấp kêu các vị là tình trạng chìm vô không nhận biết, cho nên bản ngã tự tưởng chừng cái phóng phóng. Cái tầng cao thì tràn ngày ánh sáng sự nhận biết, cho nên không còn bản ngã. Thì hai trường hợp này nó cũng là trường hợp triệt tiêu bản ngã, nhưng mà trường hợp này đi dần vào cảnh giới minh triết của các bậc thánh, trường hợp này đi dần vào cảnh giới tối tâm chìm lặng vô tri của loài động vật và chìm sâu xuống loài thực vật. Thế thì cái cơ hội mở ra cho đời sống chúng ta, nếu niềm đau khổ nó đến với các vị mà các vị lui về, các vị nhận ra đây là nỗi khổ, tôi là cái nhận biết, thì các vị đang đi vào cái tầng cao của đời sống minh triết. Và cái này mình lặp lại, đó là bản chất của các vị, nó tự hữu của các vị, nó có mặt nơi các vị ngay bây giờ ở đây, chứ không phải tìm tòi một việc nhận gì cả. Nếu nó không có mặt nơi đời sống các vị thì các vị không thể duy trì được tuổi thọ cho đến ngày này. Và nếu người kéo thì thưa các vị, họ lui về an trú trong cái vùng trời này, tức là lâu lâu họ dừng lại trong trạng thái tràn đầy năng lượng sự nhận biết, thì họ nuôi dưỡng được đời sống họ, họ lấy đi những cái chiều dẫn bất an cho tâm thức, họ làm cho sinh động đời sống họ lại, họ làm cho bọn họ tràn đầy cái niềm vui. Và tâm thức yêu thương nó cũng rạng rào dâng lên theo với đời sống tràn đầy nhận biết như thế. Tóm lại một điều, cái đại chúng là cái năng lực và cái cơ hội để mở ra cho các vị chạm tay vô được cái vùng
an nhiên tự tại bất động là tâm thức của các vị, nó mở ra ngàn vạn cơ hội chứ không phải một. Niềm vui đến là một cơ hội, nỗi buồn đến là một cơ hội, ưu tư thì cũng đến là một cơ hội. Và khi mình chạm tay được cái buồn này thì mình sẽ có nhìn ra cái nét rất chung của ngàn vạn chúng sinh mà tu hành. Mình cảm thấy là dù có người kia như thế nào, nhưng bên trong họ có cái phẩm chất, cái phẩm chất đó là cái vùng tâm an nhiên bất động, hay là cái từ người ta dùng đó là tâm Phật bất động có nơi mọi người. Đó là điều thứ hai, mình nói thì cái cơ hội mở ra cho chúng ta rất dễ thôi. Thế là vô phần thứ ba nữa. Rồi chưa ta các vị ngồi nghe mỏi hồi chưa? Chắc ngồi chịu đựng rồi đó, không chịu đựng nữa ha. Và những chưa đó là đi vào chiều cao là chiều sâu của đời sống. Ví dụ như đời sống người ta bật đường như này, chúng ta đang đi trên đường chiều ngang. Thế nào là đi đường chiều ngang? Đây là điểm sinh ra này. Ví dụ như 1945 đi, và đoạn đường này đó là 2012, là các vị được bao nhiêu rồi? Đang di chuyển trên chiều ngang từng ngày mọi ta đang đi thế này. Và thưa các vị, cái cuộc đời của chúng ta nó rất là đơn giản, nó chỉ bằng cái gạch nhỏ này thôi nha. Thế nào là một gạch nhỏ? Người ta ghi tên ghi mộ của các vị, người ta không có ghi cái chiều dài nó dài như thế để nó thấp thì giờ họ làm nó ngắn lại. Tức là 1945 rồi gạch nơi đây là 1000 hay là 2012, thì đời sống của các vị, đây là con số, đây là con số, và đời sống 100 anh đời người nó một gạch ngắn này không? Có nghĩa lý gì đâu, có phải vậy không? Các vị mà không tin đâu thì các vị đi khóc mấy nghĩa trang nhìn ra đời sống con người nó được biểu hiện có một quả ngắn này. Chắc ai cũng đồng ý, phải vậy không? Có nghĩa lý gì đâu, một quả ngắn thì thôi thưa các vị. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là nếu người ta không sống với chiều dài của thời gian như thế thì người ta sống được với chiều sâu của đời sống, tức là vươn đến chiều cao, xong lại cũng chiều sâu đời sống, thì đời sống người kia nó vượt ngang qua cái chiều ngang của không gian đến và đi, có mặt từ 45 chấm dứt vào 2012. Cho nên ngoài cái ý nghĩa đời sống là chiều ngang như chúng ta từng sống thì nó có một cái loại đời sống là chiều sâu nữa. Và cái điều đặc biệt là càng vươn lên chiều sâu, càng vươn lên chiều cao thì người ta càng đi xuống được chiều sâu. Và cái phương pháp này duy nhất chỉ có con đường thiền định tặng cho chúng ta mà thôi. Tại vì con đường thiền định nó làm cho từng phút giây đời sống của các vị nó có phẩm chất lớn lao vô cùng. Các vị sống từng phút, các vị an trú ngay cái hai hiện tiền này, cho các vị không phải là người lê đế đời sống mình theo với chiều ngang. Tại sao? Cái phương pháp đầu tiên của con đường thiền định mở ra là các vị sống tròn cái phút giây hiện tiền, tức là ngay bây giờ mà ở đây. Các vị không cần phải rượt đuổi theo, phải để tâm thức của các vị nó đàn đường chạy xuôi gì cả, nó bắt đầu nó bắt buộc nó phải dừng lại ngay bây giờ ở đây. Thì cái điều thứ nhất nó tạo cho chúng ta là khi an trú được tâm ngay hiện tiền, cái nhìn, cái nghe, cái thấy, cái cảm nghiệm của các vị, cái mức độ hưởng lạc các vị nó sẽ sâu sắc hơn, nó sẽ tinh tế hơn, nó hoàn thiện hơn. Trong khi đó thì chúng ta do di chuyển cái điều ngang trên chiều ngang cho nên ta ở đây và ta cứ nghĩ về quá khứ hoặc ta hướng tới tương lai. Khi
cái bánh xe của đời sống nó đến tương lai thì ta đã đưa về quá khứ, ta chưa từng sống một phút giây nào trọn vẹn với đời sống của chính ta cả. Hay là mình nói ví dụ như này cho nó dễ hiểu, ví dụ các vị là người đang đủ đáp cái tuổi thanh xuân, các vị đang khỏe khoắn nè, đang đẹp đẽ nè, đang có hạnh phúc với chồng hoặc với vợ với con nè. Thế nhưng mà lòng mình nó bận bị tăng mình mối, lo tiền bill từng tháng, rồi lo cái gì nữa, lo phải có chiếc xe đẹp hơn, có cái nhà rộng hơn, con mình sẽ đi học vân vân, và tâm thức mình nó dính chặt với những nỗi lo. Rồi cái nỗi lo đó nó đè nặng lên mình đến nỗi là mình ăn cũng vội vàng qua sức nuốt cho nó đầy bụng, giải quyết cho sống cái chuyện đó chứ chưa hề cũng đã. Rồi mình lên xe thì mình cũng lật bật để mình đến với sở làm, cái mình chưa hề ngắm nhìn xung quanh. Rồi về nhà, thưa các vị thì con mình đó, chồng mình đó, vợ đó, mình cũng chưa hề bận biểu gì, chỉ có mặt của họ. Lòng mình đã cứ dính chặt vào cái việc lo tiền, lo gạo, lo tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga, tiền bia, tiền bọn một tháng nó tới giờ. Thế rồi, đầu của các vị nó luôn bấn phấn về cái chuyện này, nghĩ tới tương lai và hồi ước về quá khứ, còn phút giây hiện tại thì nó sâu ra mất tiêu. Các vị chưa bao giờ sống được với điều sống ngay giờ, chưa bao giờ thưởng thức được một cốc nước lạnh nó đàng hoàng đừng nói là món ăn ngon, chưa bao giờ nhìn mặt con mình ngày hôm nay nó dễ thương ra làm sao, chưa từng nhìn ông chồng của ổng đi làm chiều nay nó cực ra làm sao, tội nghiệp ra làm sao, chưa hề. Cái đầu nó dính chặt với những nỗi lo thôi. Thế rồi cái cuộc đời nó kéo dài 50 năm như thế, cái mình làm cái gì? Sức khỏe suy mòn, nhan sắc nó xuống cấp, mặt nó 50 hết nha, mới có 50 tuổi mà mặt giống như bà già 80. Cái mình vô cùng ân hận, ôi tôi đã bỏ cái tuổi thanh xuân của tôi không hề biết thưởng thức hạnh phúc của tôi, để bây giờ chồng chết rồi tôi muốn được có một ngày chồng tôi chiều chuộng con có. Tôi mơ ước làm sao được sống là một ngày 50 năm về trước tôi lúc trong Nga. Thế rồi ta cũng bỏ mất luôn cái tuổi già ta đang có, ta bỏ mất tuổi thanh xuân ta đã đi ngang qua, ta chỉ còn nuối tiếc quá khứ. Và thưa các vị, một đời sống thì ta chưa từng sống một ngày nào cả. Và từ cái điều đó ta nhìn lại, thưa các vị, con đường thiền định là con đường giúp cho các vị sống được ngay bây giờ từng phút giây hiện tiền. Có nghĩa là đời sống nó mở ra rất là thâm sâu cho chúng ta. Điều thứ hai, khi mình sống được từng khát ma với tâm thức tràn đầy sự nhận biết, thì thưa các vị, ký ức về quá khứ không tràn về quấy phá, lo lắng về tương lai nó không nhũng nhiễu đời sống ta. Cho nên cái khả năng thưởng lãm đời sống, khả năng thâm tưởng cuộc đời nó sâu hơn rất nhiều lần so với đời sống riêng khiến chúng ta đi ngang ở trần thế. Và cái điều cuối cùng rất quan trọng đó là khi các vị sống hoàn thiện gì trọn vẹn như vậy thì không còn lưu một dấu ấn gì trong tâm thức, tức là không tạo cái hạt phẩm nghiệp nơi các vị nữa. Ngay nay cắt hết nghiệp của quá khứ và cắt hết những cái con đường nghiệp của tương lai, liền cái khác an trú được ngay nơi trạng thái vĩnh hằng của tâm bất động. Và trạng thái này đó là trạng thái nguy cấp chung của mọi đời sống con người. Tại sao nó là nguy cấp chung? Khi sống được tròn với các nay hiện tiền, tâm thức của các vị bừng sáng từ tỉnh giác. Thứ tư, các vị sẽ nhìn ra là thị chi pháp không tướng bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm bất vân vân, của một đoạn ở trong kinh Bát Nhã nó là biểu hiện thị được đoạn này. An trú trong trạng thái tịnh lặng của tâm thôi thì người ta đã thấy chư pháp không sinh không diệt rồi. An trú ngay trạng thái đó thì bản ngã bị triệt tiêu. An trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền sáng bừng thì thưa các vị, thời gian dừng như nó dừng lại, và năng lượng trong tâm của các vị nó tự nhiên hồi phục tràn đầy. Và đến lúc ấy thì thưa đại chúng rằng các vị làm việc chi, các vị cũng có tràn đầy cái niềm hoan lạc, chứ không phải là tôi đi tu tôi mới có niềm vui. Không hề, tôi quét được tôi cũng có niềm vui, giặt áo có niềm vui, nấu cơm có niềm vui, thậm chí đi ra phố bất thần có một bà nào đó
bác cùng viên bác sĩ vào mặt nó chửi một chàng cũng cảm thấy cái lòng mát rượi. Làm việc chi cũng cần về niềm vui, và thưa các vị, làm việc chi cũng cần về sự hưng phấn, không có buồn chán, không có ủ ê, không có phiền não, cắt đứt hết những cái băng cõi sáu đường. Nếu các vị thắp được cái năng lượng nhận biết sáng bừng trong từng sát na hiện tiền, thì các vị đạt đến chiều cao, đạt đến chiều sâu đời sống. Các vị không còn là một cái gạch ngắn như vậy trên lớp đi bộ của một đời người, vì các vị đã trải nghiệm được sự giác ngộ ngay bây giờ ở đây. Và cái con đường này thưa các vị là con đường Ngài Thánh đã đi và được lưu dấu trong từng trang kinh của Đức Thế Tôn dạy. Và ta chỉ cần quay về nhận ra vì con đường đó nó ở trong các vị. Nó là cái chiều kích tâm linh mà ai cũng có cả, ai cũng đang phủ đắc hết cả. Nó vô cùng dễ chứ không phải gì là cái gì khó khăn. Mình phải chạy vải mất 5 năm, 10 năm thực tập gì mới nhận ra điều này. Chứ chắc không phải. Khi niềm vui hạnh phúc thực sự có mặt trong các vị, thì các vị để ý mà coi là lúc bây giờ trạng thái tâm của các vị đang vô cảnh giới của sự an lạc và thiền định. Các vị cảm thấy là dường như đất trời người ta không còn gì để bận tâm cả, không có gì gọi là bản ngã trong đây, không có gì gọi là ta là tôi trong đây cả. Điểm chung của con người là như thế. Đây là điểm cao nhất mọi tôn giáo đều quy kết về. Mọi dòng giải trong đạo Phật, dù thiền, dù tỉnh, dù mọi gì cũng đều đi về điểm này. Và mọi đời sống tâm linh phát triển của loài người, thưa các vị, nếu mà đẩy tâm thức họ lên đến tầng cao thì họ đều đúng điều này, chứ không cứ gì là người tu Phật. Rất nhiều người trong xã hội đời thường họ giác ngộ được điều này, nói ra những lời tràn đầy cái giác ngộ. Mình đừng nghĩ rằng chỉ có đạo Phật mới có mở ra cái con đường này, chứ không. Nhiều bậc thầy tâm linh bây giờ lời của họ nó còn sáng chói hơn các vị thiền sư trong đó nữa. Và lời của họ thưa các vị, nó không có làm cho người ta cố chấp bản ngã. Và lời của họ nó lấy đi sự khổ, nó lấy đi những cái cố chấp, nên nó không hề tạo cho chúng ta những cái sự cố chấp gì về tôn giáo, về cái sự kỳ thị, về cái tính cá biệt của ai cả, thưa các vị. Đó là điểm rất là chung của mọi đời sống sinh linh tiến bộ trong một thế này. Và thưa các vị, xã hội chúng ta là xã hội có nhiều bậc thầy tâm linh đang có mặt để dạy đạo, để hướng chúng ta những hình giác ngộ. Và xã hội bắt đầu có tiếng thì hai dòng chảy cùng có mặt. Một, mình vừa nói các vị một câu rất đáng để ý là đời sống như con đường hai chiều, một là đi lên, hai là đi xuống. Xã hội văn minh cũng thế, nó có một con đường phát triển về vật chất. Chúng ta thấy chừng như nó đang nhận chìm con người vào cái hướng hưởng thụ. Thế nhưng mà có một con đường ngầm mà chúng ta khéo nhận ra, đó là con đường của đời sống tâm linh đang phát triển ở cái chiều cao nơi hành tinh của chúng ta. Đời sống vật chất mà nó đã chín, đã mùi, đã đầy, nó chưa đã được hướng, người ta thì có khuynh hướng về đời sống tâm linh. Mình thì nghĩ rằng những xã hội nghèo người ta ham tu, có khi không phải như thế. Xã hội càng giàu người ta càng ham tu, do vì cái niềm mơ ước về vật chất nó đã dư thừa, đã chán ngứa, nó không còn cái gì đó là hạnh phúc nữa, cho nên cái khuynh hướng người ta hướng về đời sống tâm linh thế thôi. Thế thì chúng ta đang ở trong một cái điều kiện nó vô cùng thuận lợi để phát triển đời sống tâm linh. Và chúng ta có một cái kết luận ra đây. Điều thứ nhất, khi mà cái tâm thức bản ngã cồng kềnh của các vị có mặt, thì các vị cảm thấy sự khác biệt rất lớn đối với người. Tâm thức bản ngã của các vị Phật khuếch đại ra trong cái tầng tôn giáo, thì thưa các vị, cái sự khác biệt là tùy vào cái quyền quy của các vị có thể hủy diệt hành tinh này. Tâm thức bản ngã các vị Phật theo là nhỏ bao nhiêu á, thì cái tác hại của nó cũng nhỏ bao nhiêu. Đó là ý thứ nhất, để chúng ta nhận ra rằng ở chiều cao đời sống thì ta càng khác biệt với người, và nâng đời sống tâm thức lên chiều cao thì ta càng thấy mình với người là một, không có gì khác biệt cả. Nâng đến cái độ thấy cái pháp bản chất của nó là rỗng, là không có bản ngã, thì chư pháp không tướng thì nó không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không đến, không đi, không còn, không mất, vân vân.
Điều thứ hai, cái ý mình thưa đó là cái cơ hội mở ra cho các vị nó trải đầy dưới chân các vị. Chỉ cần chạm tay vô thì các vị có thể làm cho bản ngã của các vị nó rã ra. Các vị nhận ra được ta chính thực là các thiên ngã, ta chính thực là cái vùng tâm bất động trong sinh công việc, chứ ta không hề là hình tướng này, ta không hề là vui buồn này, ta không hề là sự suy nghĩ này. Thế là cái điều thứ ba cuối cùng của các vị, ta chỉ chấm dứt được nỗi khổ khi ta làm tan nát vỡ hết cái lớp bản ngã cố chấp về ta, về của ta, về tự ái vân vân, tất cả cái chữ ta ta của các vị vỡ ra hết thì các vị mới chấm dứt được nỗi khổ. Càng đó là nỗi khổ giữa trần đời sau, đó là các vị mới cắt được cái dòng chảy của ba cõi sáu đường. Bằng không thì dù các vị đi nơi đâu, các vị cũng mang cái bản ngã trồng trời thì cái điều kiện giác ngộ không xảy ra cho các vị. Xin dừng ở đây. Đúng rồi. Yeah.